Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin truyền hình của Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Đạ Tẻ. Chương trình hôm nay có các nội dung sau đây. Đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 đơn vị tỉnh Lâm Đồng tiếp xúc với cử tri xã Đạp An. Các xã An Nhơn và Đạ Kho tổ chức lễ công bố quyết định công nhận xã Đạt Chuẩn nông thôn mới nâng cao. Ban chỉ đạo năm huyện Đạ Tẻ tổ chức đợt công tác dân vận tại xã Triều Hải. Bế mạc đại hội thể dục thao huyện Đạ Tẻ lần thứ 5 năm 2022, sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15, chiều ngày 4 tháng 5 tại nhà văn hóa xã Đạp An, đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 đơn vị tỉnh Lâm Đồng do ông Trần Đình Văn, phó bí thư thường trực tỉnh ủy, trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ủy viên ban tư pháp của Quốc hội làm trường đoàn đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Đạp An. Tham dự buổi tiếp xúc có lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các sở ngành liên quan, cùng lãnh đạo huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các phòng ban chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân huyện và cấp ủy chính quyền và cử tri xã Đạ Pan. Tại buổi tiếp xúc, ông Nguyễn Văn Hiền. Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã thông báo đến cử tri dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 khái quát về tình hình kinh tế xã hội quý I năm 2022 của cả nước vào 4 tháng đầu năm của tỉnh Lâm Đồng. Sau khi nghe báo cáo của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cử tri sẽ đạp an, bày tỏ sự đồng tình, nhất trí và tin tưởng vào trách nhiệm và trí tuệ của Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cử tri cũng mong muốn đoàn đại biểu quốc hội tỉnh tiếp tục phát huy lắng nghe đổi mới hoạt động góp phần thiết thực thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh và huyện ngày càng phát triển nhanh và bền vững nhìn chung các ý kiến kiến nghị được đưa ra tại buổi tiếp xúc chủ yếu tập trung vào một số nội dung như công tác phòng chống tham nhũng tại cơ sở còn nhiều bất cập cần được thanh tra kiểm tra thường xuyên nhiều tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã Đạp an đặc biệt là đường đi thôn tôn can long đã bị xuống cấp hư hỏng cần được sửa chữa để người dân đi lại vận chuyển hàng hóa được thuận tiện. Giá cả các loại vật tư nông nghiệp đang tăng quá cao gây khó khăn cho người dân trong sản xuất nông nghiệp. Cần có giải pháp bình ổn giá. Tình trạng thiếu hụt nước sinh hoạt và sản xuất tại thôn Tôn Can Long trong mùa khô vẫn chưa được giải quyết. Một số cụm dân cư tại đây vẫn chưa có điện lưới thắp sáng. Cần có chính sách để tăng phụ cấp cho đội ngũ cán bộ ở khu vực nông thôn và cán bộ bán chuyên trách cấp xã. Hiện tại tình trạng biến động đất đai do giá cả tăng nhanh đang xảy ra tình trạng cấp trồng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên cần được kiểm tra chặt chẽ những hộ dân đã hiến đất phục vụ các công trình phúc lợi xã hội cần được cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đảm bảo quyền lợi cho người dân theo quy định việc giải quyết các chế độ chính sách cho người có công đối với những trường hợp tham gia kháng chiến chưa được hưởng chế độ tiếp thu các kiến nghị của cử tri xã đạ ban đại diện lãnh đạo chính quyền của xã huyện đạ tẻ và Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng cũng đã trực tiếp giải đáp những thắc mắc mà bà con kiến nghị trong quyền hạn cho phép. Đối với những vấn đề không thuộc thẩm quyền, ông Trần Đình Văn, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 đơn vị tỉnh Lâm Đồng đã ghi nhận bằng văn bản và trình lên Quốc hội vào kỳ họp tới để xem xét giải quyết. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 28 tháng 4 năm 2022, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã An Nhơn đã tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, về công nhận xã An Nhơn, huyện Đạ Tẻ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020. Sau khi đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2015, xã An Nhơn đã tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo hệ thống chính trị và vận động nhân dân huy động các nguồn lực để duy trì giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí. Phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao diễn ra sôi nổi, nhân dân tích cực đóng góp ngày công lao động nguyên vật liệu, tiền của, xây dựng nhà văn hóa, làm đường giao thông nông thôn, trồng hoa cây xanh, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, đảm bảo vệ sinh môi trường, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập đời sống. Từ năm 2016 đến nay, đường giao thông nông thôn đã được đầu tư cứng hóa thêm 12 tuyến đường với tổng chiều dài 5.419m, tổng vốn đầu tư 9.935,5 triệu đồng, trong đó ngân sách nhà nước 7.355,75 triệu đồng. Nhân dân đóng góp 2.579,75 triệu đồng, nâng tổng số đường được cương hóa 32.856 mét. Diện tích đất sản xuất nông nghiệp được đảm bảo tưới tiêu chủ động là 2.453 trên 2.630 hectare, đạt 93,27%. Diện tích đất nông nghiệp phi nông nghiệp đảm bảo tiêu thoát nước là 1.555 trên 1.692 hectare, đạt 91,90%. Tỷ lệ hộ dân sử dụng điện đạt 100% và ba trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở được công nhận đạt chuẩn quốc gia cấp độ 1 và có cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia đạt 100%. Năm 2015 có tổ hợp tác sản xuất lúa công nghệ cao thành lập năm 2014. Đến năm 2018 hình thành được vùng sản xuất tập trung nhiều mô hình sản xuất lúa nếp quýt theo hướng hữu cơ 4 hecta áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật từ khâu làm đất đến gieo xạ sản xuất lúa nếp quýt theo tiêu chuẩn Việt Gáp duy trì 200 ha trên vụ đã làm cho năng suất lúa cao hơn sản xuất thông thường từ đó mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân đến cuối năm 2020 tổng thu nhập trên các lĩnh vực là 196 053 triệu đồng trên 4.288 khẩu thu nhập bình quân đầu người là 46 triệu đồng trên người trên năm đạt 1,84 lần so với thời điểm công nhận xã chuẩn nông thôn mới trong đó thu từ nông, lâm, thủy sản 82.161 triệu đồng, phi nông, lâm, thủy sản 11.116 triệu đồng, tiền lương, tiền công 56.858 triệu đồng và các khoản thu khác làm tăng thu nhập xã 45.918 triệu đồng. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,74%. Cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế đã được quan tâm đầu tư. Đội ngũ bác sĩ, y tá ở trạm y tế cơ bản đáp ứng được yêu cầu khám, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Công tác quốc phòng an ninh luôn được củng cố và giữ vững. Ghi nhận thành tích này, tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen cho hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân xã An Nhơn và tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho cán bộ công chức xã. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tặng giấy khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân, có 8 tập thể và 13 cá nhân được Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng xã Nhơn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020 theo bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Tại xã Đạo Kho, sáng ngày 29 tháng 4, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đạ Kho đã long trọng tổ chức lễ công bố quyết định xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020. Ngay sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Công nhận xã Đạ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã đã ban hành các văn bản kiện toàn ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, thực hiện xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020. Làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, mục đích ý nghĩa, kết quả tốt đẹp thu được khi xây dựng thành công nông thôn mới nâng cao. Từ đó, phong trào xây dựng nông thôn mới đã huy động được đông đảo các tầng lớp nhân dân trong xã tích cực tự giác tham gia trong giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn xã đã huy động các nguồn vốn từ ngân sách, vốn trong nhân dân, vốn tín dụng và các nguồn vốn khác để đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất là 236 tỷ 526 triệu đồng vận động nhân dân hiến đất 14.800 m2 đất và nhiều loại cây trồng khác thực hiện bê tông hóa 10,53 km các tuyến đường giao thông 94% đường trục thôn và đường liên thôn được cứng hóa. 90,8% đường ngõ xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa; 86,1% đường trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm và được cứng hóa. Hệ thống thủy lợi đáp ứng nhu cầu tưới tiêu có 1.068,30 ha; 90,01% diện tích đất sản xuất nông nghiệp được đảm bảo tưới tiêu chủ động; 2.312,22 ha; 97% diện tích đất nông nghiệp phi nông nghiệp đảm bảo tiêu thoát nước. Toàn xã có 100% hộ sử dụng điện thường xuyên và an toàn, 100% hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh, 74,04% hộ sử dụng nước sạch. Đến cuối năm 2020, thu nhập bình quân đồng người là 48 triệu đồng, tăng 21,6 triệu đồng so với thời điểm công nhận xã chuẩn nông thuận mới. Từ đó mà hộ nghèo trong xã cũng có bước giảm đáng kể. Năm 2015 có 49 hộ nghèo, đến năm 2020 xã còn 7 hộ nghèo, tỷ lệ 0,57%. Trong xã không còn nhà ở xót nát. Cơ sở vật chất trang thiết bị y tế của trạm y tế xã cơ bản đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân địa phương. Năm 2014, xã Đạ Kho được Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về y tế theo bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011-2020. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa được nhân dân đồng thuận hưởng ứng đã làm thay đổi bộ mặt nông thôn theo hướng tích cực hơn. Năm 2020, xã có 91% hộ dân đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 100% thôn được công nhận thôn văn hóa, có hai thôn được công nhận khu dân cư văn hóa kiểu mẫu. Công tác bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan đã trở thành phong trào trong nhân dân, xuất hiện các mô hình bảo vệ môi trường có hiệu quả, nhiều mô hình thu gom bao bì, thuốc bảo vệ thực vật, mô hình xây dựng đoạn đường hoa, đường tự quản, với chiều dài 7 km thuộc tuyến đường liên thôn. Từ năm 2018 đến nay, Công tác quản lý bảo vệ rừng được đảm bảo, không có vụ việc vi phạm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững. Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đã Tẻ đã tặng giấy khen cho 4 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đồng thời, tặng giấy khen cho 2 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đô thị Văn Minh và trong quá trình xây dựng phát triển huyện đã Tẻ giai đoạn 1986-2021. Cũng tại buổi lễ, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đạ Kho đã tổ chức phát động thi đua xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, Ban chỉ đạo 8 năm năm huyện Đạ Tẻ vừa tổ chức đợt công tác dân vận về giúp bà con nhân dân các thôn 1 và 2 của xã Triệu Hải nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy trên địa bàn hơn 200 cán bộ công chức viên chức chiến sĩ lực lượng vũ trang của các cơ quan ban ngành đoàn thể trên địa bàn huyện cùng cán bộ và nhân dân thôn 1 2 xã Triệu Hải được chia làm 3 tổ triển khai thực hiện các phần việc như nạo vét đất bù lấp cây khô rác thải ở dọc trong lòng canh tiêu DN19, phát quang cỏ cây dại hai bên bờ canh để tạo sự thông thoáng cho dòng chảy. Hệ thống kênh tiêu DN19 xã Triệu Hải có tổng chiều dài 540m. Đây là tuyến kênh tiêu chính nhằm tiêu thoát nước cho cánh đồng lúa Triệu Giang có diện tích 70 hecta vào mùa mưa. Với tinh thần lao động nhiệt tình, trách nhiệm của từng thành viên đến các tổ nhóm tham gia đợt công tác dân vận. Chỉ trong buổi sáng, cả tuyến kênh tiêu đã được phát quang hai bên bờ kênh, lòng mương được khơi thông dòng chảy, rác thải cây dại được thu gom xử lý, tạo môi trường thông thoáng. Được biết, đây là đợt dân vận thứ 3 trong năm 2022 này. Công tác dân vận được tổ chức thực hiện vào ngày chủ nhật tuần thứ 3 hàng tháng. Đây là công trình có ý nghĩa thiết thực, nhân văn thể hiện tinh thần sung kích vì cộng đồng, góp phần xây dựng và bảo vệ môi trường thiên nhiên thoáng đãng, sạch và không ô nhiễm. Thông qua công tác dân vận, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện cùng với các xã đã về giúp bà con nhân dân làm đường giao thông nông thôn, nạo vét canh mương phục vụ sản xuất. Đồng thời, khơi dậy tinh thần tự lực vươn lên của bà con nhân dân, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, quan hệ gắn bó khăng khít giữa Đảng, Nhà nước với quần chúng nhân dân ngay tại cơ sở. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 29 tháng 4 năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Đạ Tẻ tổ chức lễ bế mạc Đại hội thể dục thể thao huyện Đạ Tẻ lần thứ 5 năm 2022. Đại hội thể dục thể thao huyện Đạ Tẻ lần thứ 5 năm 2022 thu hút gần 900 vận động viên đến từ 9 đoàn thể thao của các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Các vận động viên tham gia tranh tài ở 10 môn thi đấu của đại hội bao gồm: đua thuyền, việt dã, bóng đá, bóng truyền, cầu lông, kéo co, đẩy gậy, karate, cờ tướng và thể dục dưỡng sinh. Trong đó đã có 4 nội dung được tổ chức thi đấu trước khi diễn ra lễ khai mạc gồm có việt dã, đua thuyền, bóng chuyền và karate. Còn lại 6 nội dung như kéo co, đẩy gậy, cầu lông, dưỡng sinh, bóng đá mini và cờ tướng được tổ chức từ ngày 24 tháng 4 đến ngày 28 tháng 4 năm 2022. Về tham gia đại hội, hầu hết các vận động viên đều có trình độ chuyên môn cao, nắm bắt luật và thi đấu nhiệt tình, trên tinh thần thể thao cao thượng, đoàn kết, trung thực, giao lưu học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Qua thời gian thi đấu, các vận động viên đã đạt được thành tích xuất sắc, đem vinh quang về cho đơn vị cá nhân mình. Đại hội thể dục thể thao huyện đã tẻ lần thứ 5 năm năm 2022 là ngày hội thể thao lớn của huyện, có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao theo gương Bắc Hồ vĩ đại, tạo điều kiện phát triển phong trào thể dục thể thao của huyện nhà, đặc biệt là phát triển các môn thể thao truyền thống. Đây cũng là cơ sở để tuyển chọn vận động viên có thành tích cao tham gia thi đấu tại đại hội thể dục thể thao tỉnh Lâm Đồng lần thứ 9 năm 2022. Thông qua đại hội thể dục thể thao huyện Đạ Tẻ lần thứ năm năm 2022 đã tạo động lực mới cho sự phát triển phong trào thể dục thể thao huyện nhà trong thời gian tới. Trải qua các nội dung thi đấu với tinh thần thể thao cao thượng, gần 900 vận động viên đã góp phần đưa đại hội thể dục thể thao huyện Đạ Tẻ lần thứ 5 năm 2022 thành công tốt đẹp. Tại lễ bế mạc, ban tổ chức đã trao 32 huy chương vàng 32 huy chương bạc, 47 huy chương đồng. Đại hội cũng là dịp để các vận động viên giao lưu học hỏi, rèn luyện sức khỏe, thắt chặt tình đoàn kết. Đồng thời, tuyển chọn những vận động viên xuất sắc tham dự Đại hội thể dục thể thao tỉnh Lâm Đồng lần thứ 9 năm 2022 trong thời gian tới.